Anh ơi, độc thân lâu năm thì gọi là thiếu nữ phải không? Ra độc thân là do em chọn mà, em gọi nó là gì cũng được. Ngồi nhà đi xong rồi kêu tại sao độc thân. Ừ, tại sao không đi khám phá thế giới đi em. Vợ cắn thì thành người bị cắn thôi chứ đéo thành cái gì cả em ạ. Ừ, anh quen với cái việc đấy rồi. Cảm ơn Lam Trường nhá, ông Quốc Cường nhá. Mà công ở kể ra thì cũng khổ thân nhở. Nhiều ông đéo hiểu được cảm giác bị con gái cắn nó như nào. Cũng muốn hiểu, cũng muốn thử đúng không? Nhưng mà chưa cơ hội thử. Rồi sau này công sẽ đến một cái thời gian nào đấy ông gặp một người con gái, ừ, xong rồi công yêu say đắm người ta. May mắn thay người ta cũng yêu say đắm lại mình. Xong rồi sẽ có một lúc kiểu nô đùa, đùa nghịch với nhau thì người ta sẽ cắn mình. Ừ, cái cảm giác ấy nó cũng đau, xong rồi nó cũng thích, ừ, nó cũng khó chịu mà nó cũng yêu yêu. Ờ đấy, nhưng sau này công sẽ được trải nghiệm. Bây giờ kể ra thì kiểu công tò mò quá nó cũng không hay. Sau này tự trải nghiệm đi nhá, nó cũng làm cảm giác hay đấy, nhưng mà nó hơi thối không nhá. Tôi thì cái vấn đề hơi thở của cơ thể, à hơi thở của mồm mình ấy thì tôi thấy là đéo có thằng nào là đéo hôi mồm cả, và cái hôi đấy là nó từ nước bọt mà ra các bạn ạ. Bị cắn các ông thử ngửi xem, thối vãi đái luôn. Đừng nói là mẹ mồm người yêu em không có mùi gì không các bạn. Bây giờ các bạn thử làm một phép thử nhá, ông nào tự tin là mồm mình không thối đúng không, liếm vào tay xong tự ngửi xem có thấy thối không. Chả thối vãi cả đái ra, thề sau bị cắn cũng thế các bạn ạ, vừa đau vừa thối. Trước tôi ngồi làm việc đây nhá, hôm trước tôi ọp không đéo nào nhá, tôi ngồi làm việc, tôi vừa mới đi đái với cả ra lấy cốc nước. Tôi quay lại tôi thấy đúng một con rán ở trên bàn phím này mà nội, tôi đéo để ý nhá, tôi ngồi vào ghế rồi, tôi vừa động tay bàn phím tôi thấy con rán, tôi giật hết cả mình, nó ngồi ở trên này này. Thế tôi mới lấy cái dép tôi giơ lên thì nó chạy con mẹ ra đằng sau cái màn hình này. Mặt tôi xanh như đít nhái ấy, đéo biết làm trò gì mà lúc ấy muộn vãi cả lìn rồi, đéo biết đéo gọi vợ tôi, đéo gọi thằng Tùng tôi đập rán được. Thế là tôi quyết định là tôi chạy lên trên tầng để tôi lấy cái bình xịt muỗi Jumbo. Thì tôi xuống đây tôi đéo biết nó trốn ở đâu, mà tôi còn nghe ở đằng sau tiếng vọng màn hình lại từ tiếng của con rán là mày tìm bố mày đi, đố mày tìm được bố mày đấy. Tôi điên và tôi mới xịt hết cả cái khu này, từ bát chuột cho đến gầm loa cho đến mẹ mấy cái đồ linh tai anh tình đấy, tôi xịt có mẹ vào hết. Không, tôi đéo thấy nó thách tôi nữa. Đéo thấy nó nói gì nữa, tôi bảo chắc con này chết có mẹ mày rồi. Thì lúc sau tôi nghe oạch một cái, ựa một cái, thế là nó bị rơi một phát từ dưới gầm bàn, hóa ra là nấp dưới gầm bàn không ạ. Xong nó rơi oạch phát lại đúng cái thùng rác nhà tôi. Thế là buộc túi ni lông và đem đi vứt luôn. Ngu. Mà tôi cũng đéo hiểu tại sao con rán nó bò lên tầng 2 ạ. Giỏi thực sự. Rồi có cái cách nào mà mẹ, tại vì rán nhá, ở khu tôi là nó chỉ có chui từ dưới cống lên, nó lên tầng 1, à nó chui ở tầng 1 nhà tôi, xong rồi nó chui lên trên tầng 2 thôi, chỉ có thế thôi. Để làm cách nào để mình block được cái tầng 1 là nó sẽ đéo lên được nữa. Đéo biết block kiểu gì. Ừ, xịt nhiều thì cũng hại, tại vì mấy cái bình xịt mũi này không tốt cho trẻ con. Ở Bắc Giang có cái quán tên là Cơm Tấm Xà Bì Trưởng. Ui, rồi, câu chuyện nó là như thế này. Ra là tôi cũng định không nói, nhưng mà có bạn donate rồi, bạn phát hiện ra rồi, nên là tôi nói. Ngày xưa khi mà bọn tôi bắt đầu lập cái Cơm Tấm Xà Bì Trưởng ra và bắt đầu chạy những chương trình marketing đầu tiên, thì ở trên Bắc Giang cũng tự nhiên lại có một cái quán tên là Cơm Tấm Xà Bì Trưởng. Và lấy đúng cái phông chữ cũng như là cái cách thiết kế của chữ Xà Bì Trưởng, có một cái gạch ở bên dưới luôn, và lập lên một cái fanpage gọi là fanpage Xà Bì Trưởng Bắc Giang. Thì sau đấy là đầu tiên là nhà Hiếu tác động vào trước. Nhà Hiếu hình như là Trang, nhà Hiếu sao cũng có hỏi bên đấy, xong cũng nói chuyện thì bên này cũng xóa fanpage đi rồi, nhưng mà bên đấy vẫn kinh doanh. Cách đây khoảng một tháng thì tôi mới biết cái chuyện đấy. Thì tôi có nói chuyện với cả bạn chủ ở bên đấy, thì bạn đấy nói là thứ nhất là cái tên Xà Bì Trưởng ấy thì nó có từ lâu ở trong Sài Gòn rồi, cho nên là tôi chả có cái lý do gì nói bạn ấy bắt chước cả. Thứ hai nữa là cái bạn ấy có nói là cái việc mà thiết kế phông chữ cũng như là cái kiểu thiết kế gạch bên dưới các thứ như thế là tự nhiên bị trùng ý tưởng mà thôi, chứ không có vấn đề gì cả. Bạn ấy nói đến thế thì tôi cũng không có gì để thắc mắc cả, tại vì tôi biết cãi kiểu gì. Mà tôi có hỏi cái việc mà đăng ký thương hiệu với cả bản quyền cái đấy thì Hiếu Lợn Lo hỏi là đăng ký chưa, thì đăng ký rồi, nhưng mà các bạn biết là để sở hữu trí tuệ một cái thương hiệu thì nó phải mất đâu đấy khoảng 2 đến 3 năm cơ thì mới duyệt xong cơ, nên là tạm thời chỉ dừng lại ở cái mức đấy là trùng ý tưởng và trùng phông chữ thiết kế mà thôi.
sau khi mà nói chuyện xong thì tôi thấy tôi cũng đuối lý mà tôi cũng biết phải làm gì cả, nên là tôi cũng có nói nhẹ nhàng là thôi thì bây giờ nó bị trùng như thế rồi và bên anh cũng đã dạy marketing rồi là các thứ rồi, nên là mong bên em đính chính lại với cả là sửa lại giúp anh thì bên đấy cũng ok rồi. Tôi từ lúc đấy bây giờ tôi cũng không theo dõi nữa, không quan tâm vụ đấy nữa, tôi không biết được bên đấy đã sửa chưa, nhưng mà cũng đem sánh được. Nhưng mà làm kinh doanh thì nó cũng khó lắm các bạn, từ cái việc bán quần áo, các bạn có thể lên trên Shopee, các bạn gõ vào Missy Shop, xong các bạn gõ vào quần áo Missy, các bạn sẽ thấy nó ra rất là nhiều và không có một cái cách nào để mình có thể. Các bạn có xem, các bạn có đọc báo hay là các bạn có xem cái thời gian gần đây có mấy quả streamer hay là YouTuber hay là TikToker làm về mấy cái content hơi bị phản cảm một tí, kiểu như là có bầu, có thai, các thứ gì không? Tại sao phải làm như thế? Và làm như thế để được gì? Tất nhiên, ừ, thì đúng, các bạn sẽ được tiền, các bạn sẽ được nhiều người biết đến, nhưng về lâu về dài thì các bạn sẽ được gì? Trong khi các bạn lớn lên và các bạn phát triển trong khoảng 20 năm đầu, các bạn sẽ không biết kiếm tiền là gì. Ừ, cứ cho là như thế đi, đấy là một cái vòng tuần hoàn chung của mọi người nhé. Đến khi mà tầm 20 tuổi đến 30 tuổi là bắt đầu các bạn khởi nghiệp. Ví dụ như thế thì là các bạn sẽ bắt đầu kiếm thử xem là công việc nào kiếm ra tiền, mình sẽ ổn định với công việc đấy hay không. Từ năm 30 tuổi đến năm 40 tuổi là các bạn sẽ cắm mặt vào, các bạn cày tiền theo cái hướng mà mình đã đi theo rồi. Đấy, xong rồi về lâu về dài nữa thì tôi đéo biết, tại vì tôi chưa trải ra đến, tôi chưa sống đến cái mức độ đấy nên tôi đéo biết. Nhưng mà về sau, về lâu về dài để làm gì, khi mà cái quãng đời của các bạn chỉ có mấy năm nay là các bạn mới bắt đầu cắm mặt và kiếm tiền thôi, các bạn đã làm nội dung nó không được tốt rồi, bạn đã sống theo hướng nó hơi bị tiêu cực và nhiều người ghét rồi. Thế thì cái phần đời cuối cùng còn lại các bạn sẽ làm như nào? Các bạn sẽ sống mãi trong cái chuyện mà người ta nhìn các bạn theo một cái mắt khinh bỉ và khó chịu, hay là dần dần các bạn sẽ định kiểu như là tẩy trắng lại và các bạn hoàn thiện bản thân mình để người ta quên những câu chuyện cũ đi? Đéo hiệu quả. Tôi thấy là nó đéo hiệu quả, và tôi thấy là kiểu nó như là một cái vết sẹo ấy, đéo giờ nó mở đi được. À, sẹo à, cả đời các bạn ạ. Thế là không nên. Nếu như mà để các bạn kiếm tiền được ít hơn, các bạn nổi tiếng chậm hơn, hay là các bạn ổn định nó chậm hơn, nhưng mà sau này các bạn sẽ không bị vấy bẩn, hay là không bị, tức là các bạn luôn cảm thấy thoải mái và tự tin với những đồng tiền mà mình kiếm ra, với những danh tiếng mình sẽ có được, tuy nhiên nó chậm hơn, nó dài hơn nhưng mà nó ổn định hơn, thì các bạn có định làm không? Hay là các bạn muốn nổi tiếng thật nhanh, kiếm tiền thật nhanh, bất chấp là mọi người sẽ nói gì đó, hay là bất chấp là mọi người sẽ chửi bới các bạn, bất chấp là cái ánh nhìn của mọi người sẽ xấu xa về bạn, bạn chọn cách nào, đây là tùy các bạn thôi. Đây là góc nhìn của tôi thôi, và tôi cũng chỉ đưa lời khuyên như thế thôi, còn quyết định là của các bạn. Các bạn tự sống cuộc sống của các bạn mà, tôi đâu sống hộ các bạn được, chả ai sống hộ các bạn được cả. Tôi ngày xưa khi mà tôi làm nghề này, sợ nhất là bạn bè nhìn vào, hàng xóm nhìn vào. Và sau một năm tôi thay đổi từ cái vụ VTV tháng 9 năm rồi, bây giờ tôi tự tin vãi đái luôn. À, nhà tôi hầu hết mọi người đều là nhà nước, và hầu hết mọi người đều có chức, có quyền kiểu thế. Ngày xưa khi mà họp gia đình hay là ăn uống rồi là có nhà có dỗ chứ gì, tôi ngại lắm. Ngại nhất tôi gặp các bác tôi, dì tôi, thím tôi, bá tôi các thứ. Mọi người hỏi là dạo này hay lên mạng nhờ, xong rồi cũng thế này thế nọ, mày chửi bậy ít thôi các thứ, là tôi ngại lắm. Một là tôi ngại cho bản thân tôi, hai là tôi ngại cho mẹ tôi. Mẹ tôi chẳng biết nói gì cả, công việc nó thế, kiếm ra tiền đấy. Sau một năm khi mà mọi thứ nó thay đổi rồi, bây giờ tôi về nhà tôi tự tin, mọi người đón nhận tôi hơn, mọi người cởi mở hơn về cái câu chuyện việc làm của tôi. Mấy đứa nhỏ trong nhà này nó cũng cậu Độ, chú Độ các thứ, dạo này cậu Độ còn hay chơi game này game kia không, cháu thích chơi nhà, mình cũng thấy tự tin hơn, hiểu không? Mình bây giờ nó khác ngày xưa rồi, thế cũng ok, thế là tôi thoải mái đầu óc hơn rồi. Các bạn sao cũng thế à? Thì tôi hay bị kiểu như lúc ấy tôi chưa ngủ say hẳn, là tôi vẫn đang mơ mơ bắt đầu vào giấc ấy. Xong tôi tự nhiên thấy tôi bị hụt cầu thang phát. Tôi tự nhiên thấy tôi đi cầu thang, tôi bị bước hụt chân ấy, xong tôi ngã, xong tôi giật mình phát tôi bừng dậy ấy, kiểu thế. Cảm ơn Lâm nhá. Xong rồi thỉnh thoảng ấy, đang mơ mơ ngủ không lại thấy mình rơi mách vách núi chẳng hạn ấy, lại giật mình dậy phát. Các ông bị thế bao giờ không? Nó gọi là bị cái lồn gì ấy. Sợ vãi lồn, không phải bóng đè. Bóng đè là kiểu khác. Nhưng mà tôi chắc chắn là có nhiều người bị vãi lồn ra. Nó không phải bóng đè. Nó bị làm sao ấy, như kiểu ma làm ấy. Nó bị yếu bóng vía. Không. Xong rồi nhiều lúc kiểu
tự nhiên mình đang đi xe máy xong rồi thấy mình bị tai nạn, địt mẹ xe đâm phát xong mình lại bùng với mình dậy. Ui địt có mẹ mày sợ vãi cả lồn ấy. Đề ra phù không, địt có mẹ mày chưa phát nào là đúng cả. Cái chiêu này nhá, tôi bị thế nhiều vãi lồn. Cái đợt tôi còn nằm ở công ty cũ, à tôi ngủ ở công ty cũ đợt đấy ở gần cái hồ, hồ đéo gì chỗ Đặng Văn Ngữ nhỉ, hồ lồn gì nhỉ. Đấy công ty tôi là ở cái tòa nhà Silent ở trên tầng 16. Thì địt mẹ mày đợt đấy tôi ngủ tôi hay bị kiểu đấy, cứ chưa ngủ kiểu lồn thì tôi bị một phát, lúc thì ngã chết này, lúc thì té cầu thang này, lúc thì địt mẹ mày như kiểu là có người đuổi giết này, xong rồi lúc thì bị tai nạn này, tôi sợ vãi lồn ấy. Xong rồi tôi đi ăn trưa tôi kể cho kiểu mấy ông bà đồng nghiệp nghe, thì mấy ông ấy bảo là tại vì cái tòa nhà này ngày xưa xây thế, bảo là có 3 anh công nhân bị chết nên là chắc là địt mẹ mày bị ma nhập đấy. Ui địt mẹ mày sợ vãi cả lồn. Đến tối về cứ đeo không ngủ được, mà tính tôi sợ ma. Các bạn Tú giấu tên nhá. Tôi sợ ma là tại tôi sợ ma là bị hồi nhỏ đéo sợ ma đâu. Nhưng mà đến cái hồi tôi đợt đấy tôi học lớp 5 lớp 8 tôi không nhớ lắm. Đấy một trong hai năm, hình như lớp 7. À không, đợt đấy tôi chưa chuyển nhà mới. Nhà lớp 9 là bố mẹ tôi xây nhà xong, lớp 8 là bố mẹ tôi xây nhà xong. Thì cái đấy là lúc ở nhà tôi đang xây là tầm hồi lớp 7. Tôi đang ngồi ỉa. Chuyện này tôi kể rồi sao nhỉ? Địt mẹ mà cái nhà vệ sinh tôi cách xa cái nhà, địt mẹ ở quê mà, cái hố xí ở tôi lại cách xa cái nhà mà cả nhà tôi đang ở 50 mét. Để địt mẹ mày đi từ cái nhà sang đến cái hố xí đấy thì địt mẹ tôi phải cầm đèn pin đi. Đấy, các ông hiểu câu chuyện không? Mà địt mẹ mày ngày xưa thì xung quanh nó vắng lắm, đéo phải là đông nhà đông người như thế này đâu. Địt mẹ mày đi ỉa vãi lồn thì đang ỉa thì địt mẹ mày thấy ui kiểu nó trước mặt. Tôi sợ vãi lồn ra tôi vén, có một cái bạt tre nữa, thế tôi vén lên thì thấy một thằng địt con mẹ mày mặt nó còn hoảng hơn cả mặt tôi. Trong khi đấy tôi đang sợ cắt đéo ra một giọt máu, địt con mẹ mặt nó còn hoảng hơn mặt tôi, nó chạy thẳng vào chỗ tôi chứ. Ui địt con mẹ mày cứt kiếc kiểu là tuôn ra hết cầu, sợ vãi lồn. Thế là nó té nhà vệ sinh, nó phi với cái bụi tre. Địt mẹ đằng sau nhà vệ sinh tôi có một cái bụi tre. Ui địt con mẹ mày đéo hiểu bụi tre rậm vãi lồn mà nó vẫn phi được bằng. Đợt đấy tôi quyết định là chắc là tôi làm thêm một thời gian khoảng mấy tháng để cho nó vui vui, tích được thêm tí tiền. Xong rồi tôi bắt đầu tôi về quê, tôi về Cao Bằng. Tại bố mẹ tôi toàn làm quan chức ở Cao Bằng cho nên là tôi về đấy thì mọi thứ nó sẽ thuận lợi hơn. Cái đấy nói thẳng với cả các bạn là như thế, nó thật là như thế. Thế là đùng cái tôi gặp vợ tôi. Từ đầu tôi không có ấn tượng gì đâu, nhưng mà từ khi tôi biết là nhà vợ tôi còn thừa một cái chung cư, nếu như mà lấy vợ tôi thì hai vợ chồng chuyển đây ở, tôi nghe nó cũng hợp lý. Thế là tôi còn yêu vợ tôi hơn. Đấy, thế là hai vợ chồng tôi lấy nhau, thế thôi, đơn giản vậy đó. Chả nghĩ gì cả. Mà vợ chồng tôi thì cái kiểu vợ chồng tôi ấy là quen nhau một thời gian rồi, nhưng mà thấy hợp nhau rồi nên quyết định là đăng ký kết hôn trước. Sau đấy là về ở với nhau, rồi là sau đó mới cưới. Tôi nhớ cái ngày mà vợ chồng tôi đăng ký kết hôn là cuối tháng 10 và dọn về ở với nhau là ngày 17 tháng 11 năm 2014 là vợ chồng tôi bắt đầu dọn về ở với nhau ở cái chung cư dưới Hà Đông, Victoria, Văn Phú. Nhưng các bạn biết là tôi làm chim từ đầu là ở đấy đấy. Thì ở với nhau được khoảng hơn một tháng, vào ngày 31 tháng 12 năm 2014 là vợ chồng tôi bắt đầu cưới. Đấy. Thì chả có cái đéo gì cả. Thực ra là ở với nhau một thời gian rồi, đến lúc cưới thì nó cũng không nhiều cảm xúc giống như kiểu là những cái đôi mà mới cưới xong dọn về ở với nhau đâu. Nó được chính thống, nó hợp pháp hóa đâu. Thế hôm đấy vợ chồng tôi cứ nằm ngủ thôi, bảo thôi em ơi, mai cưới rồi ngủ sớm đi. Thế này vợ chồng ngủ ngon vậy đấy, hôm sau cứ đi cưới thế thôi, xong lại về. Vui vậy đấy. Anh ơi, muốn lấy vợ Cao Bằng thì còn chuẩn bị gì á? 30 triệu là cái đầu tiên các bạn ạ. Uầy, tôi đéo hiểu sao ở trên Cao Bằng quê tôi thách cưới đắt vãi lìn cơ không ạ. Cái hồi mà tôi lấy vợ ở dưới Hà Nội ấy, tôi biết cái giá trên Cao Bằng rồi các bạn, cứ 25 triệu đến 30 triệu, đéo cần nói nhiều. Cứ phải phong bì thế đã. Trên đấy thách cưới cao thế cơ mà. Đi xuống dưới Hà Nội nhá, cái đợt tôi cưới tôi đéo có nhiều tiền đâu. Cứ làm quả phong bì loại dày dày trước đã, cứ 20-30 triệu giống quê mình. Nó tự nhiên nhà vợ thôi, chị ơi đây cưới xin những kiểu gì, tiền thách cưới kiểu như thế nào nhỉ? 3 triệu em ạ, em cứ làm 3 cái phong bì, mỗi phong bì 1 triệu đặt lên trên bàn thờ giúp chị là được. Rẻ thế nhở? Đã rẻ hơn trên quê mình rồi lại còn được thêm căn chung cư. Kiểu khuyến mãi dã man ạ. Mẹ combo rước lộc đầu xuân vậy đấy. Thế là thôi, chiến luôn, hợp lý.